Ok, xin chào tất cả các bác. Thì như đã hứa thì hôm nay em sẽ làm một cái video nói về toàn bộ cái hành trình mà em đã làm YouTube từ con số 0 đến bây giờ là được 1086 sắp và đang bật kiếm tiền, đợi chờ duyệt bật kiếm tiền, đang tiến hành. Kênh của em thì nó là kênh về chứng khoán, bất động sản, tiền tệ, tất cả những cái chủ đề liên quan đến tiền và tài chính cá nhân. Đây là view overview một chút về kênh của em. Từ những cái video đầu tiên từ một tháng trước, chính xác là nó từ ngày 18, 19 gì đấy, tháng 10. Đây, từ những video đầu tiên về ngân hàng này, về bất động sản này, về chứng khoán này, suy thoái kinh tế này, ngân hàng này, chứng khoán này. Đó, đấy là những chủ đề. Nó có một cái sự thống nhất, nó phải có một sự thống nhất nhất định về cái chủ đề. Thì cái cụ thể thì bây giờ em sẽ đi sâu hơn vào từng phần. Đầu tiên ấy thì đây, chúng ta sẽ xem toàn bộ thời gian thực. Thời điểm em bắt đầu làm kênh chính xác là từ đây, 17 tháng 10 là bắt đầu làm và đăng video đầu tiên lên vào ngày 17 tháng 10 và có 16 view. Sau đấy là càng về sau ấy thì cái số lượng view nó càng ngày nó càng nhiều. Một phần là do cái tần suất up bài nó đủ lớn, thứ hai là cái nội dung của em nó được tối ưu hơn. Đầu tiên ấy thì trước khi làm một kênh thì phải xác định ấy, là mình làm về chủ đề gì. Thì như bản thân em thì em làm về cái chủ đề đấy là tài chính ngân hàng, tiền tệ. Vì sao mình lại làm cái chủ đề này? Thứ nhất là mình phải xác định được cái lợi thế cạnh tranh của mình. Thì chuyên môn của em nó là chuyên môn về ngân hàng, nên em sẽ chọn cái chủ đề nó liên quan đến cái chuyên môn của bản thân mình. Thứ hai ấy, thì xác định cái lợi thế bản thân. Thì em có cái kỹ năng nhất định về dựng video và làm thiết kế. Thì cái phần thiết kế này, mọi thứ liên quan đến banner, liên quan đến cái thumbnail này, thumbnail của các video này, thì em làm nó một cách nó khá là thống nhất và em nghĩ là nó cũng khá là chuẩn SEO về phông chữ này, bố cục, chọn vị trí, cách đặt phông chữ, rồi chọn phông chữ. Thì cái này thực ra nó là một cái phải học khá là nhiều hoặc là các bác phải va chạm nhiều. Có một cái mẹo em hay làm, đấy là em rất hay để ý cái phần cái tỷ lệ nhấp chuột vào cái khung hình nhỏ. Thường thường ấy thì em sẽ cố gắng tối ưu nó được khoảng tầm 10%, tốt nhất là được 10%. Lúc mới ra video thì phải trên 10%. Sau đấy nó sẽ giảm dần về sau khi mà cái số lượng người mà số lượng view nó càng ngày càng nhiều. Nhất là qua cái thời gian buổi tối thì cái lượng view nó bị phá loãng, cái lượng tỷ lệ này nó bị phá loãng rất là nhiều. Nhưng cố gắng ban đầu chúng ta phải để cho nó trên 10%. Thì cái tỷ lệ lên đề xuất nó sẽ rất là cao. Tỷ lệ kích chuột và cái thời lượng xem trung bình ấy. Thời lượng xem trung bình hiện tại video này của em nó là 3,45, nhưng mà thông thường của em nó được trên 4 phút cơ. Em nghĩ là đây là hai cái quan trọng nhất. Nó quyết định đến cái việc là mình có được lên đề xuất hay không. Cái thumbnail này mình có thể thay đổi thường xuyên được. Ví dụ em vào một cái tầm nhìn của Phạm Nhật Tượng đi. Đây, vào một cái này, thumbnail nó đang để như này. Chúng ta vào, chúng ta thay đổi nó một cách rất dễ dàng. Dĩ nhiên là để thay đổi được thì ở đây em thiết kế rất nhiều các cái thumbnail khác nhau. Đó, thì chúng ta chọn một cái thumbnail để chúng ta thay. Thì thông thường là ra một cái video ấy, có một cái thumbnail ưng ý ấy, thì thường em phải thay đến khoảng tầm 3 đến 4 lần thì mới được, mới hoàn thành. Quay trở lại cái câu chuyện đi từ đầu, chúng ta bắt đầu đi từ đầu của cái việc vào làm kênh. Cái việc chọn những cái video chọn làm cùng chủ đề ấy, nó là một điều rất quan trọng, bởi vì nó sẽ liên kết với nhau. Ví dụ nhá, các bác làm một cái video, các bác kiếm được khoảng tầm 3 đến 40 sắp hoặc là về sau đến 100-200 sắp tích lũy của cái chủ đề về tài chính ngân hàng chẳng hạn. Nếu như mà các bác không xuyên suốt cái chủ đề đấy mà các bác lại rẽ sang giải trí, các bác rẽ sang phim ảnh hay các bác rẽ sang chăm sóc sức khỏe, thì những cái người đến với các bác từ cái chủ đề về tài chính ngân hàng họ sẽ không ở lại hoặc là không tương tác. Tệ nhất là họ rời đi. Đó, thì cái kênh nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ngay từ ban đầu thì chúng ta phải xác định luôn là cái việc là chúng ta phải xây dựng một cái nội dung xuyên suốt, chủ đề là chọn rồi là không thay đổi. Sau khi các bác chọn xong chủ đề thì bây giờ đến từng phần, tối ưu từng phần. Đầu tiên ấy thì chúng ta đến phần giới thiệu chưa. Thì nói chung là mọi người cũng nên viết cái phần giới thiệu nó một cách nó chỉnh chu một chút. Có một cái phần mà em rất hay vào, đây em sẽ vào phần này. Cái việc đầu tiên em phải làm ngay lập tức đó là em vào phần cài đặt ở đây và em cài chế độ mặc định cho các video tải lên. Thì sau khi các bác cài được cái phần này thì cái phần toàn bộ cái phần này này nó sẽ đi theo vào phần đây, nó sẽ vào đây. Khi mà các bác viết mô tả ấy, thì các bác chỉ phải viết cái đoạn đầu này thôi, còn những cái phần về sau này mặc định là nó sẽ có sau khi các bác cài đặt ở cái phần này xong. Ở cái phần chế độ mặc định cho video tải lên, ở cái phần chế độ mặc định cho video tải lên này thì các bác phải làm hai phần, đó là viết mô tả và thêm từ khóa.
Khi mà em làm về chủ đề tiền tệ, tài chính ngân hàng thì đương nhiên các từ khóa quan trọng tiền, tiền tệ, tài chính này, tin tức tài chính, sự kiện tài chính, lãi suất ngân hàng, cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản. Đó, đó là những cái em khoanh vùng thì em phải để hết một loạt, nó có giới hạn là 500 từ. Thì chúng ta cứ làm cố gắng để full những cái từ khóa liên quan đến cái chủ đề của chúng ta. Khi mà các bạn làm hai cái này ấy, thì các bạn đã là tối ưu rất nhiều cho cái khâu sale rồi. Đến khi mà các bạn đăng video lên ấy thì các bạn không phải gõ lại từ khóa nữa. Đây, khi ví dụ đây là một video mà em đang đăng vào đây thì các bạn nhìn này, đó nó có sẵn hết mọi thứ. Đây nhá, em sẽ test thử cho các bạn nhìn nhé. Tạo một video đi, tải video lên. Đây em lấy một cái video mẫu em tải lên, các bạn sẽ nhìn luôn nhé. Đây này, ví dụ như đây là VidIQ. VidIQ với cả TubeBuddy thì các bác dùng như thế nào thì các bác tìm hiểu cái đó ở trên YouTube. Trong cái video này em sẽ không nói sâu về hai cái phần mềm hỗ trợ này, nhưng mà khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta nên có hai cái hỗ trợ này. Cái này là chấm điểm sale. Đấy nhá. Vào mặc định nó sẽ như thế này. Cái tiêu đề của video ban đầu em định là để là dòng tiền đang được trú ẩn ở đâu, kênh đầu tư nào là an toàn và sinh lời cao nhất. Các bác nhìn này, nó 78 trên 100 từ, tức là vẫn còn có thể thêm được một vài từ. Thì ở đây chúng ta sẽ làm gì? Tham được thêm luôn cái phần hashtag vào đây. Tài chính, ngân hàng, đầu tư là quá rồi. Thì bây giờ chúng ta phải tối ưu lại cả cái dòng này để miễn sao nó không được vượt quá 100 từ. Dòng tiền đang đoạn này thì tối ưu bằng cái này, vẫn thừa một cái, thừa một số cách đấy. Vậy là nó khớp. Cái cách đơn giản nhất để tối ưu SEO mà các bạn đặt tiêu đề xong ấy là các bạn giữ cái tiêu đề này xuống dưới. Dĩ nhiên các bạn nếu mà các bạn viết được thì nó là tốt nhất, nhưng mà nếu không thì chúng ta lười, chúng ta có thể để như này cộng với cả cái phần các cái mô tả trước đấy của chúng ta nữa. Đây chúng ta sẽ có một cái mô tả chuẩn SEO, chuẩn SEO đó, điểm SEO này các bạn nhìn này, 50 trên 50. Nhưng mà đừng dừng lại ở đây, điểm SEO là 50 trên 50 nhưng nó không phải là toàn bộ. Dĩ nhiên các bác phải tải thumbnail lên, dòng tiền trú ẩn ở đâu, cái này thì em thiết kế sẵn rồi đó. Các bác nhìn đấy, điểm SEO 50 trên 50, nhưng mà cái này nó chưa tối ưu, các bác phải nhớ đây, cái này chưa tối ưu đâu. Các bác nhìn nha, chuẩn đâu đây nha. Chúng ta vào một cái phần bất kỳ đi, cho em cái phần này keyword explorer, các bác search ở đây, các bác nhìn nha, nó đang là very good, rất tốt. Nhưng mà các bác nhìn này, cái search volume của nó thấp, không nhiều. Hai cái này thì đương nhiên là ít người dùng, ít người làm. Hai cái bên dưới này thì nó liên quan đến gọi là cái cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh của mình với cả cái chủ đề ấy, cái độ phổ cập ấy. Thì hiện tại là nó đang, cái search volume nó đang bé, dòng tiền đang trú ẩn ở đâu. Chúng ta đổi một cái hướng khác đi. Đây, 100 trên 100, các bác thấy không? Cái search volume của nó là mắc điểm, tức là rất nhiều người quan tâm đến cái chủ đề này, dòng tiền để ở đâu an toàn, excellent, dòng tiền để ở đâu an toàn. Đó, thì khi đó các bác quay trở lại, dòng tiền để ở đâu an toàn, kênh đầu tư nào an toàn và sinh lời cao nhất. Đó, thì khi này nó mới là tối ưu, đây mới thực sự là tối ưu này. Chứ còn nếu mà chỉ trông chờ vào cái VidIQ này thì nó chỉ đơn giản là nó tính theo cái thuật toán của chữ, chứ nó không phải là tối ưu thực sự. Tối ưu thực sự các bác phải cân bằng cả hai cái, cả cái phần VidIQ về cái phần từng cụm từ một. Đấy nhá, đây là cụm thứ nhất, đây là cụm thứ nhất. Các bác làm tương tự với cụm thứ hai. Tốt nhất trong một cái tiêu đề ấy, nó phải gửi tới được ít nhất là một thông điệp trên 90 điểm. Cái TubeBuddy này, cái keyword của TubeBuddy này, các bác cố gắng là nó ở cái vùng xanh này này, dưới cùng này này, tức nó phải trên 90 điểm, nó phải thuộc về excellent. Còn nếu nó ở good này, thực ra bản chất nó chưa tốt đâu. Nó ở good này bản chất nó chưa tốt đâu. Làm sao để nó thuộc vùng excellent này là tốt nhất. Thường thường thì như cái video của em, cách em đặt tên ấy, các bác nhìn nhé, em sẽ luôn đặt hai cái, đặt hai thông tin, thường thường là đặt hai thông tin. Ví dụ như là ai chống lưng cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Vingroup là sân sau của ai, tức là đây nó có hai thông điệp, hai cái câu hỏi, ai chống lưng và sân sau của ai, tức là nó hai cái. Cái này thì em chỉ để một này, nhưng ví dụ như một số cái khác thì sẽ để hai này. Ví dụ ai thao túng cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát, thao túng như thế nào, đây là hai cái nhé. Việt Nam có bị suy thoái kinh tế không, dấu hiệu nhận biết, đây là hai cái. Lãi suất ngân hàng tiếp tục tăng, đây là một thông điệp. Bão sắp đến là hai thông điệp. Điều gì sẽ xảy ra, cái này là một thông điệp thôi này. Sự thật đằng sau suy thoái kinh tế, kẻ nào tạo ra suy thoái. U40 có nên khởi nghiệp không, nên mua chung cư hay không. Thì thực ra là các bác nên có những cái thông điệp cụ thể, nghe, đọc, dễ hiểu.
cái phần này, title này thì thực ra nhiều bác bảo là viết chữ hoa cho nổi bật, nhưng với em thì thực ra là viết chữ hoa hay không viết chữ hoa bản chất nó không khác nhau. Các bác nhìn này, cái này viết chữ hoa với cái này không viết chữ hoa bản chất nó không khác nhau nhiều lắm đâu. Cái quan trọng là cái nội dung của cái text này nó viết cái gì là một, thứ hai là cái thumbnail. Thứ hai, trong cái thumbnail của các bác ấy thì các bác đã để cái dòng chữ, các bác đã để chữ hoa nổi bật rồi thì cái tiêu đề các bác không nhất thiết phải để chữ hoa nữa. Em thì em không để chữ hoa trong tiêu đề mấy, đa phần là em để chữ thường, viết đúng khuôn. Đây, tên chữ cái đầu thì viết hoa. Đấy, thế thôi. Còn lại mình cứ viết bình thường, mô tả đúng cái nội dung chuẩn SEO là được. Còn như thế nào là chuẩn SEO ấy, các bác đặt một cái tên theo cái cụm từ gợi ý của chủ đề. Nó sẽ có những cái cụm từ nó được coi là hot. Ví dụ như các bác đặt cái tên ở đây nó có chấm điểm luôn rồi đây này, thì thực ra là bản chất là em làm quen rồi nên em không đặt cái này nữa. Còn nếu không thì cái phần mềm viết IQ này nó tự hướng dẫn cho các bác có những cái đặt tiêu đề như thế nào. Nếu như các bác không quen thì dùng phần mềm, các bác tự tối ưu theo các cái nó sắc ghép nha. Đó là tối ưu sơ bộ về kênh, đấy là chỉ là sơ bộ thôi nha, phần ấy là phần sơ bộ. Bây giờ đến phần thứ hai mà em nghĩ là nhiều bác quan tâm hơn. Thì từ ngày 17 cho đến hôm nay 42 ngày em làm 30 video, đều là các video dài, có thời lượng khoảng, đây các bác nhìn này, ngoại trừ 3 cái short không tính thì là còn 27 video dài. Cái ngắn nhất là 5 phút, là cái thời điểm em bắt đầu làm cái video đầu tiên. Còn các bác nhìn nhé, 19 phút này, 10 phút này, 12 phút này, 10 phút này, mấy cái 5 phút này, 8 phút này, 6 phút này, 9 này, 11 này. Thì thực ra có một cái mẹo là các bác nên làm trên 8 phút. Vì trên 8 phút thì các bác sẽ được một cái quảng cáo nữa đặt ở giữa video. Nếu như mà đấy là theo em được truyền đạt lại như thế, nên thường thường em sẽ đặt mục tiêu là em sẽ làm video khoảng 10 phút trên 10 phút. Đây, 10, 12, 14, 10 phút, 10 phút, 11 phút. Đó, thì em sẽ làm cái khoảng video, thời gian của video em sẽ để căn luôn là khoảng 10 phút. Chắc chắn là phải trên 8 phút rồi. Đấy là xác định về thời lượng video mình sẽ làm nhé. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làm được 30 video trong vòng 42 ngày. Tức là ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có bình quân là 4 ngày 3 video, mà là video dài nhé. 4 ngày 3 video là video dài. Em nghĩ là thực ra là các bác đặt mục tiêu như này thì nó hơi khó. Thực sự là sẽ rất khó với nhiều người. Các bác không làm được như vậy, nhưng mà các bác sẽ cố gắng là làm cho em là 3 ngày 1 video. 3 ngày 1 video là mức khá là đẹp. Hiện tại là em đang đăng là 3 ngày 1 video. Một ngày 1 video, thậm chí có những ngày em đăng hẳn 2 video. Nhưng đấy là giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu là tích lũy cái nền, tích lũy một cái nền móng ban đầu thì em mới làm như thế thôi. Còn đâu về sau ấy, thì hiện tại là em cứ để 3 ngày 1 video là đẹp nhất. Làm thế nào để làm được nhiều video như này? Thì đây, em cho các bác xem cái màn hình của em. Khi mà làm một cái video ấy thì phải viết nội dung của nó ra. Cái gì thì cũng phải viết nội dung của nó ra. Các bác nhìn này. Đó, một cái nội dung. Nội dung này, một là các bác tự viết. Nếu như các bác hiểu và các bác biết rõ các bác định làm gì thì các bác nên viết. Còn nếu không thì các bác có thể search trên mạng theo cái cụm từ. Ví dụ như em làm cái video gần nhất như các bác vừa để ấy, các bác vừa thấy ấy, thì đấy là dòng tiền để ở đâu, thì em sẽ bắt đầu để vào đây này. Em sẽ phân tích nó thành dạng là để dưới dạng kênh chứng khoán và kênh bất động sản, thì em sẽ search là dòng tiền đổ vào chứng khoán. Sau đấy search tiếp là dòng tiền đổ vào bất động sản, kiểu dạng như vậy. Đây, kể cả em làm cái video này cho các bác ấy thì em cũng phải viết nè. Các bác nhìn này, các em làm video các em vẫn phải viết ra. Thì cái nội dung em viết này thì em gửi ở một file phần riêng. Hoặc là em sẽ viết để nó ở phần mô tả thì các bác cố gắng các bác đọc. Nó sẽ rõ ràng này. Đấy, ngày em làm video, bắt đầu làm này. Vì sao mẹ làm cái này? Thì bản thân em thì không phải người mới, đây em cũng viết rõ luôn như thế. Nguyên tắc phát triển kênh của em này, giá trị về nội dung, tần suất đăng video dày và đều và sự chỉnh chu trong hình ảnh âm thanh. Đây là bạn cái nguyên tắc em làm này. Đấy, đi về vấn đề chính. Vì sao em phải viết ra như này? Em viết ra như này để em thu âm lại. Em thu âm lại và em chỉnh sửa âm thanh cho nó khớp với khung hình, khiến cho cái phần âm thanh ấy với cả cái phần nội dung em nói ấy, nó khớp với nhau và nó không bị kiểu lỗi âm thanh, lỗi khi mình nói. Tối ưu từng phần nhỏ như thế thì nó về lâu về dài ấy, thì nó sẽ tốt cho kênh. Em viết rất rõ các cái này, cụ thể từng cái đều phải viết ra hết. Có một cái thói quen, nếu như các bác làm lâu với cả quen ấy, các bác sẽ thấy là hầu như ai làm video dài mà có nội dung tốt ấy, dạng nói nhiều như của em ấy, thì đều phải viết ra hết. Đó, viết ra, sau đó thu âm, sau đó chỉnh lại âm thanh, cắt những cái phần thừa, phần sai đi, sau đó là lồng ghép với cả phần hình ảnh tương ứng. Nhưng phần hình ảnh thì em nói thẳng là em làm cách
cách làm của những thằng lười nhé. Em chia sẻ cái cách làm của những thằng lười. Đấy là em dùng Canva như thế này. Tỷ lệ khung hình mình để Full HD thì nó sẽ là 1920x1080. Thì cái này các bác sẽ tìm hiểu thêm bằng cách là sử dụng Canva như thế nào. Đây, ví dụ cái video gần nhất của em này, em để dùng cái hình ảnh này. Đây, để cái hình ảnh nó chạy như thế này. Các bác nhìn nhé, để hình ảnh nó chạy như thế này. Đó. Và kèm với âm thanh chạy, âm thanh cứ chạy ở bên dưới. Các bác có thể theo dõi cái phần cái video của em ấy. Cái video gần nhất mà em mấy cái video làm, em này, ví dụ như là tầm nhìn đi trước thời đại của Phạm Nhật Vượng này. Nó chính là cái video nào nhỉ? Đây, nó chính là video này. Đó, cái dạng video nó rất cơ bản. Nếu mà nói gọi là cắt một cái đoạn của ông Vượng đấy. Sau đấy là toàn bộ cái video về sau. Dù có thể chỉ là để nói vui nhưng không thể phủ nhận. Đó, cắt toàn bộ cái video về sau là để cái hình ảnh này. Dĩ nhiên đoạn đầu thì nên có một cái đoạn intro, gọi là intro, để cho người ta xem về sau. Nhưng mà nhìn, các bác nhìn này, toàn bộ cái phần video về sau đấy, thì đều là nói hết, đều là một cái hình ảnh này hết. Mà cái này thì sản xuất nó rất là dễ. Các bác chỉ cần lấy một cái hình ảnh, các bác chọn một phông chữ, thiết kế một cái phông chữ này. Cái này nó làm cùng với thời điểm với thumbnail luôn. Thumbnail các bác làm như nào thì cái này làm đúng như thế. Các bác nhìn nhé, cái này nhé, với cả cái thumbnail này. Đây, các bác nhìn cái thumbnail này, tầm nhìn tỷ phú này. Đó, nó sẽ giống hệt nhau, gần như là giống hệt nhau. Nó chỉ khác cái là các bác thay một số cái phần cơ bản ở đoạn này bằng cái khung âm thanh, cho cái sóng âm thanh này nó chạy. Cái sóng âm thanh này thì ra trong Canva nó có sẵn mà. Đây, à, các bác gõ chữ sóng âm thanh nó ra một loạt sóng âm thanh. Các bác thích chọn cái nào thì chọn. Em thì em chọn cái này nó quen rồi, nó thành thương hiệu rồi. Đấy, các bác cứ chọn cái sóng âm thanh ở đây, các bác cho vào đây, kéo từ đây sang đây này. Đó, vấn đề là mình chọn cái phù hợp với mình thôi, rồi cho vào đây. Xong là các bác xuất cái này. Các bác nhìn này, nó là 30 giây. Bởi vì Canva nó chỉ cho xuất video 30 giây thôi. Nên là em sẽ để đây. Xong em chia sẻ này. Tải xuống này. Đó, nó sẽ để VL MP4. Tất cả các trang thì các bác xóa đi. Các bác chỉ chọn trang hiện tại thôi. Đó. Trang hiện tại, tức là cái trang này. Chính là cái trang 13 này này. Đây các bác nhìn này, trang 13 này. Các bác xuất ra MP4. Thế các bác lấy cái đoạn này, các bác vứt vào phần dựng VL. Và như thế nó chạy mãi về sau, nó chạy về sau cho cả cái phần, cả cái video này. Thì về cơ bản như cách em làm ấy, thì em mất thời gian nhiều nhất là khoảng tầm 3 tiếng cho việc soạn nội dung. Trung bình là như này, 3 tiếng cho soạn nội dung, 2 đến 3 tiếng cho việc soạn cái nội dung này. Mất khoảng 1 tiếng cho ghi âm với cả chỉnh sửa âm thanh, là 3 tiếng đến 4 tiếng một ngày cho việc sản xuất video. Đấy, tức là để mình sản xuất ra một cái video thì mình mất khoảng, cứ gọi là khoảng 4 tiếng đi. Thì như em vừa khuyên các bác từ ban đầu ấy, là khoảng tầm 3 ngày một video. Thì về bản chất nó là trong 3 ngày đấy các bác dành ra khoảng 4 tiếng để các bác sản xuất ra một video, nó khá là chỉnh chu. Nếu như ban đầu các bác chưa quen làm ấy, thì các bác có thể mất nửa ngày, nhưng về sau thì có thể mất khoảng 3 đến 4 tiếng thôi để sẽ sản xuất ra được một video. Cái quan trọng không phải là cách làm ra video, mà cái quan trọng là các bác chuẩn bị cái video đấy và các bác khớp nó với cả xu thế. Cái việc bắt xu thế nó rất là quan trọng thì nó mới dễ lên xu hướng được. Mọi người bảo là em cũng khá là may, thực sự là em cũng khá là may thật. Em lên xu hướng được mấy lần từ những cái video đầu tiên. Nhưng mà đây nha, em sẽ kể cho các bác từ cái video đầu tiên, ngân hàng SCB phá sản. Cái video này là video em xuất bản ngày 10 tháng 10. Thì các bác phải biết là em không phải tự nhiên mà em lên cái video này. Cái video này lên từ cái thời điểm đấy là có cái tin đồn SCB phá sản thật, nên phát lên xu hướng luôn. Sau đấy là các bác nhìn nhá, khi đấy là em chưa có sắp, gần như bằng không, sắp bằng không luôn. Sau cái video này thì có khoảng mấy chục sắp. Thì hai cái video tiếp theo này thì em ẩn đi rồi, bởi vì nó cũng không liên quan đến cái này. Sau đấy đến cái video tiếp theo, nó lên 800 view luôn, bởi vì nó liên quan đang ở cái giai đoạn đầu tư và bất động sản. Lúc này nó đang có thông tin về đầu tư bất động sản. Đó, thì cái video này, đây video dài mà lúc tại thời điểm này em chỉ có khoảng tầm 4-50 view thôi, 4-50 sub thôi, mà lúc ý em có được 800 view. Thì đương nhiên đây cũng là một dạng xu hướng rồi. Đây, lãi suất tăng cao, bất động sản chạm đáy. Lãi suất, cái này nó liên quan đến cái vụ mà Fed nó tăng lãi suất, ngân hàng quốc tế nó tăng lãi suất ấy. Em làm video lên xu hướng luôn. Thực ra là các bác nghĩ là đúng là lên xu hướng thì nó là một cái, nó gọi là may mắn. Nhưng mà cái may mắn ấy nó cũng đến từ cái việc là mình có cái sự sẵn sàng cho cái may mắn đấy. Bắt đúng xu thế, bắt đúng cái tin tức và xu hướng mà mọi người quan tâm nhiều.
cộng với cả cái việc là mình có cái sự chỉnh chu trong cái việc làm. Đây, nó suy thoái kinh tế cũng lên được 3.000. Cái thời điểm này các bác hiểu là cái thời điểm này của em nó chỉ có vài trăm sắp thôi, nó chỉ có 2-3 trăm sắp thôi. Chứ nó mà nó lên được 3.000 này, mấy nghìn này, nó đều lên hầu như VL, hầu như đều lên xu hướng hết. Cái chạy đua lãi suất này, thế vào cái thời điểm mà em thấy một cái ngân hàng có cái mốc, thằng Vietcombank nó vừa mới tăng lãi suất, phát em lên VL này, lên xu hướng luôn. Cái VL này là kiểu anh ơi, cũng nó cũng bản chất nó là một xu hướng, một cái xu hướng nhỏ. Bởi vì lúc này mình có khoảng 400-500 sub mà nó lên được 3.000 view là cũng gọi là cao. Còn bình thường nếu đúng ra nó sẽ là như thế này này. Đây này, đúng ra nó sẽ là như thế này này. Đây là không xu hướng này. Cái này em sẽ nói với các bác sau vì sao nó lại không, mấy cái này lại không lên xu hướng. Một phần nó là hơi lệch chủ đề rồi, vì nó tuy là vẫn là liên quan đến tiền nhưng mà nó không liên quan đến ngành ngân hàng nữa, mà cái mà em đang làm thì nó phải là ngân hàng cơ thì mới lên xu hướng được. Các bác nhìn nhé, cái từ ngân hàng nhé, có từ ngân hàng mà phát cái view nó khác hẳn luôn, 600 này so với cả 1-200 này đẹp. Bởi vì cái keyword của em là ngân hàng. Khi các bác làm lâu thì các bác sẽ biết là nó sẽ có một cái keyword nhất định cho mình. Ví dụ như các bác làm về chia sẻ video YouTube kiếm tiền ấy, thì nó sẽ có một cái cụm từ là làm YouTube, hoặc là làm YouTube kiếm tiền, hoặc là làm YouTube bật kiếm tiền. Đấy, tức là nó có những cái keyword nhất định. Đây, các bác nhìn này, cái này nó có cả lãi suất, cả ngân hàng mà vọt phát lên 36.000 view. Ví dụ em có 1.000 sub mà nó ra khoảng tầm 200-300 view ấy là bình thường đúng không? Mà 1.000 sub mà các bác có khoảng tầm hơn 1.000 view ấy, tức là bản chất là nó sẽ đã được target đến rất nhiều người khác rồi. Ví dụ như cái này bản chất em đánh giá là cũng khá là tốt, nhưng mà do cái này là do em bị lỗi, em bị lỗi một số cái. Em bị đăng lại ngay từ đầu mà làm tốt cái này thì em nghĩ là view của cái này còn cao hơn cả view của cái này. Một phần nữa là cái này nó đăng sau, VL này nó đăng sau cái VL tầm nhìn tỷ phú ấy, thành ra là hai cái nó cùng về ống vượng, thành ra là nó mất độ hot. Nhưng mà em thấy gần như là em cảm giác là cái nào sẽ lên xu hướng là gần như mình cảm nhận được ngay. Thật, em chia sẻ thực sự với các bác như thế. Có nhiều người bảo là để lên được đề xuất của YouTube ấy thì nó phải có nhiều sự may mắn. Nhưng mà nếu như mà các bác làm đủ lâu ấy thì cái tỷ lệ các bác được lên đề xuất ấy, cái kinh nghiệm các bác rút ra sau đó các bác tối ưu để nó lên đề xuất ấy, nó hơn rất nhiều, nó dễ hơn rất nhiều. Đây này, ví dụ như ở đây em sẽ về sau nếu như mà em xác định mà để mà cứ khoảng tầm một tháng thì sẽ có một 4 tuần, mỗi tuần thì em sẽ làm một cái video có chữ ngân hàng. Sao không lúc nào cũng làm cái keyword này, bởi vì nó không có nhiều chủ đề, không có nhiều content để mà làm như thế. Đôi khi nó bị một cái tình trạng nó sẽ bị là cạn content. Đấy là phải làm video như thế nào và chọn chủ đề như thế nào. Thêm một cái nữa, đấy là phần đâu rồi nhỉ? Cái short và VL, bây giờ nó phân ra thành hai mục rõ ràng rồi. Short với VL thì làm cùng kênh thì nó cũng chẳng sao đâu. Em tham khảo rất nhiều người rồi, cả những người làm những kênh nút vàng rồi thì cũng bảo vấn đề quan trọng ấy là short với VL. Các bác có thể làm cùng kênh nhưng mà tốt nhất là phải làm xuyên suốt một nội dung. Ví dụ như VL dài, các bác xác định nội dung VL dài này nó liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng các thứ, thì short của các bác cũng phải làm cái đó, chứ không phải là VL dài các bác làm về tài chính ngân hàng xong short các bác thấy là làm về giải trí, truyền thông hay là giải trí, thể thao, ca nhạc các thứ ấy, thì nó lên được view với cả sub rất là nhanh, nhưng mà nó không thống nhất nội dung với VL dài thì không được. Cái đấy là tối kỵ. Nhưng mà về cơ bản thì nếu như mà các bác làm nó thống nhất chung chủ đề thì short với VL chung một kênh không sao cả. Nó bổ trợ cho nhau, thậm chí còn rất tốt là khác. Đấy là góc nhìn với cái cách đánh giá của em. Còn hiện tại thì bảo là bật kiếm tiền thì đây, em vẫn đang chờ. Em thì chưa được duyệt, nhưng mà em nghĩ là của em được duyệt rất là nhanh thôi, bởi vì mọi cái của em đều là do em tự sản xuất nên là cũng chẳng có vấn đề gì phải ngại cả. Mới cả một phần nữa là em làm cái này nó cũng không phải là em kiếm tiền từ view YouTube. Nó chỉ có là như các bác vừa nhìn cái đoạn đầu ấy thì nó liên quan đến cái vấn đề là chấm điểm, viết đây chấm điểm ấy, chấm điểm của sale ấy, thì nó có một cái hạng mục đó là bật kiếm tiền ấy, thì nó có thêm một cái phần nào đó để tối ưu phần sale và nó sẽ có thêm điểm của phần đấy. Thì em nghĩ là cái phần đó nó là một cái phần cần thiết, cần phải bật thì cần phải bật như thế thôi, chứ còn bảo tự nhiên bật thì em nghĩ là nếu mà chỉ bật để kiếm tiền không thì em cũng không cần thiết lắm. A few moments later.
Đấy. Kênh của em thì nó cũng nhỏ, mới có nghìn một, hơn 1.000 sub một tí. Thì em làm một tháng hơn 1.000 sub và cũng bật được kiếm tiền rồi. Thì cũng có cái đấy là những cái mà em chia sẻ, muốn chia sẻ và gửi đến các bác. Thì cũng mong là cái nội dung này giúp ích được cho các bác một phần nào đó. Chúc các bác thành công.